Tiếp tục nha. Chọn này. Thì ở đây nó sẽ là dim continue. Hay là các bạn chọn dim bay hay là bin, nó sẽ có nhiều các thông số khác nhau ở vị trí này. Ví dụ dim liên tục. Ví dụ như đây là cái phần leader try. Leader try đây nếu mà mình kéo ra bình thường như này, các bạn thấy nó bị là sao? Nó bị cong. Thì vấn đề là mình không muốn cong ấy, thì chúng ta chọn là line. Line thì nó sẽ phải có là gì? Nó đang thẳng. Thì line bây giờ nó phải chọn cái khoảng cách ở đây là 2 chẳng hạn. Đây. Thì nó 2 đấy thì nó sẽ tính từ đâu? Nó tính từ điểm này đến điểm này này. Đây này, bằng từ đây đến đây này, từ đây đến đây là 2. Thì khi mình kéo này ra ấy, thì nó sẽ tính từ mình đến đây là 2. Thấy chưa? Còn khi mình kéo ấy, nếu mà chuẩn ấy, các bạn vẽ nhiều ấy, kỹ năng nhiều ấy, nó vẽ là nó bắt điểm ở đây này. Thấy không? Nó tỉ mỉ đến như vậy thì các bạn mới thấy nó đẹp được. Chứ không phải việc là cũng cầm cũng kéo, nhưng mà cũng kéo cho nó thế này có sao đâu, đúng không? Như này tí cũng sao đâu. Đấy. Được nha. Cái việc kéo trước đi ấy, nó đã nhìn vào người ta đã thể thấy thể hiện bản vẽ nó đẹp hay không đẹp ấy. Là các dim tech của ta nó không trùng nhau, tất cả nó đều vuông, nó nghiêng theo một độ, tất cả mọi thứ. Tôi không cần biết nó đã vẽ đúng hay chưa, nhưng vấn đề khi các bạn làm được điều đấy ấy, thì người ta rất ít khi bắt lỗi khác của các bạn. Mà nếu có bắt lỗi ấy, thì người ta cũng không bị cáu gắt. Hiểu không? Kiểu như kiểu mấy ông kiến trúc sư ấy, nhìn kiểu xinh rồi ấy, thì auto là đúng ấy. Nha, nhưng điều đấy không phải đâu. Nha. Vì khi người ta phải nhìn ở mức độ là nhiều nhiều năm rồi, khi các bạn suốt ngày ngồi nhìn vào bản vẽ ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó chỉ cần lướt qua phát là nó biết, nhìn nó chán. Tiếp tục đây. Hai rồi. Tiếp tục đây, leader tick mark là cái gì? Là cái mũi tên cho thằng này này. Mũi tên cho thằng này này. Được chưa? Nó như thế nào? Có những trường hợp cái leader tick mark này nó sẽ yêu cầu đây. Ví dụ tôi chọn ở đây nó sẽ là này. Arrow. Cảm thấy mũi tên không? Đây này. Kéo ra nó sẽ như này. Nó chỉ cái mũi tên này vào đây. Và chỉnh được cái mũi tên này thì đương nhiên thì các bạn vẫn chỉnh được thôi vào đây này. Tất cả mũi tên. Thì các bạn chọn này, cái arrow đây. Degree đây. Duplicate lên. Được nha. Chọn này. A đi chẳng hạn. Hoặc là chọn đây là bao nhiêu. Cái này là 10 độ chẳng hạn. Và 2 thôi. 1.5 thôi. Ok. Đây, chọn đây, độ 10 độ chẳng hạn. Thằng này chỉ là 1.5, nhỏ lại. Ở đâu đây, cái tích này nó đậm hay là gì? Ok, chọn đây. Edit thôi, chọn này. Ở đâu đây, 1.5 như edit này. Nhỏ thôi, nha, nhỏ quá. TL, TL đi. Đây này. Thấy không? Đây thì cái này nó cũng bắt điểm đây này. Nhưng mà mấy khi làm như này đúng không? Mấy khi được làm chi tiết như này chúng tôi vẫn dạy cho các bạn để các bạn hiểu từng cái thức đi một. Rồi còn dưới đây các bạn biết rồi đúng không? Này. Always luôn luôn đúng với origin west này. Các bạn chọn origin. Còn cái phần ở dưới này nữa, đây solid solid rồi, tick mark. Này default tick mark. Đây chỉ là mũi tên của nó thôi. Dynamic, ok. Màu. Màu dim nha, thường chọn màu dim màu gì? Nha, thêm màu đỏ cho ngứa mặt nha. Xin các bạn nha, chọn cho tôi màu đen nha. Cứ để màu đen là dễ làm nhất. Và cái hai nó có cái phần là chamfering này, khi mà mình dim vào trong này này. Nó bắt đầu nó bị đè vào cái phần gì? Đè cái phần nét này. Thì mình để như thế nào? Thì ở đây xuống dưới đây các bạn sẽ thấy đây nó có phần. Cái phần này nhá, đây là under thì là gì rồi? Gạch chân rồi, các bạn biết rồi đúng không? Italic là gì? Nghiêng đúng không? Chọn ở đây bold là gì? Là đậm. Được nha. Thì tùy. Đúng không? Ví dụ như tôi đi trên tổng mặt bằng, tôi đi vị trí các cái điểm mốc ấy, thì tôi cần cái thước đi nó đậm. Hiểu không? Tôi làm một cái thước đi nó đậm
thì lấy thước đêm đấy nó sẽ là một loại thước đêm khác, nó là một xoay khác luôn, hiểu chưa? Chứ không phải là xoay đơn đơn như này. Còn đây cái này chỉnh rồi, còn cái này là up gen, nó là đêm bên trên và bên trái, có nghĩa là bên trên là bên trái, là đêm ở bên trên này này và bên phía trái này này, nó chỉ cần là đêm hai bên này, còn mình đang đêm bên dưới và đêm bên phải, nó sẽ bị lệch cái chân đêm này, nó bị co ấy. Nếu mình đi sang bên này nó sẽ bị co co chân đi ấy. Này. Co vờ. Này. Đây chỉ là hiệu chỉnh kiểu gì thôi. Thường thì tôi sẽ để là up và left. Đây là phông chữ rồi. Còn đây, cái quan trọng nhất đây là cái text phông này. Là cái text background này. Nếu bạn chọn là champion thì làm sao? Trong suốt. Thì trong suốt thì đằng sau nó sẽ nhìn thế này và cái nét nó bị như này. Được chưa? Còn nếu mà đối với bản vẽ dim ấy, thì tôi khuyên các bạn vẫn cứ để là gì? Để như này này. Được chưa? Để làm sao? Để các con số này nó được thể hiện. Nhá. Nhưng mà làm sao với các con số này làm sao? Nó đừng làm sao? Nó đừng đè vào. Được chưa? Nhìn mũi tên là ngứa mắt quá. Được chưa? Chọn đây là gì? Năn là được. Được chưa? Tiếp tục đây. Chưa hết ở đâu. Unit format. Unit format là gì? Đây, unit format, chọn này. Các bạn để chọn đơn vị ở đây. Unit format chọn này. Thì đây đang dùng là theo gì? Project rồi. Còn ở đây các bạn chọn unit, các bạn chọn này là below là bên dưới, right là bên phải. Ví dụ below chọn bên dưới, chọn một cái phần khác ở đây. Đó là gì? Đơn vị là gì? Feet chẳng hạn. Đúng không? Làm chọn một số đi nha, chọn này. Feet chẳng hạn. Ok. Amply. Ok. Thì các bạn sẽ thấy đây nó sẽ đang là phần gì? Đây này. Đấy, thấy không? 8250 thì tương đương mấy ở đây là bao nhiêu? 27,1 feet. Được nhá. Các bạn để đơn vị inch thì bình thường cái này thì ít khi dùng lắm. Đúng không? Còn không thì các bạn để cho tôi là gì? None. Thì nó sẽ không có cái này nhá. Các bạn hiểu ý tôi không nhỉ? Đấy, thì đây là cái mà chúng ta sẽ làm, chọn này. Edit thôi. Chọn này. Thì tiếp tục ở đây ấy, nó sẽ có phần ở đây là phần unit prefix, có nghĩa là gì? Là chữ cái đầu tiên ấy, ký hiệu cho nó. Ví dụ như là D D này. Này. Cái này là Eastern, chọn này. Chọn này, chọn vào cái show 2 á, show 2. Thì khi bạn chọn vào show 2 ấy, thì khi bạn dim ấy, các bạn sẽ thấy là sao? Nó dim nó có phần gì? Trên là phần chiều rộng, còn dưới là phần chiều gì? Chiều cao của cửa. Thì sau này các bạn dim các vị trí cửa, ví dụ như cái cửa nó cao ở trên gì? Cao ở trên qua cắt qua 1m2 ấy. Nha. Thì các bạn phải dim nó phải có một cái bậu cửa, ví dụ tôi nói đây. Phần này nó cao lên đây là tầm khoảng 1m8. Đặt đây. Và các bạn không nhìn thấy nó đúng không? Đúng không? Thì vấn đề dim của nó thì các bạn sẽ vào view này. Ngoài cái việc đấy rồi, nhưng mà các bạn sẽ chọn ở đây cho tôi là cái gì? Chuột nó hết pin này. Đây. Vào view, vào plain view này. Chọn là gì? Plain view. Vẽ một cái ô qua đây. Đúng không? Và cho riêng cái gì? Plain view chỗ này cao bao nhiêu? 1m9 đi. Cắt qua cấu kiện này. Thấy cái này à? Và sau này view template thì mình sẽ ẩn này đi thôi. Đúng không? Nó không có nét này nữa. Thì đi vào đây, đây. Cả đấy không? Đây này.
Đây là chiều cao cửa này. Cửa cao bao nhiêu? 610 này. Được nhá. Và rộng 406 này. Được chưa? Còn tác cửa sau này mình cái bản vẽ tác cửa thì tác vào đây nó sẽ có phần là gì? Cao độ ở dưới. Siêu 2 ấy. Được nhá. Thì trên mặt bằng người ta vẫn nhìn thấy được cái cao độ đấy của nó. Nhưng cửa này là cửa cao 2m2 này. Hiểu không? Các vị trí siêu 2 của nó. Đấy. Châu chiều cao này. Techno Cline cũng không có vấn đề gì ở bao bao. Tổng chiều dài. Âu giờ. DMEQ thôi. Những cái Âu giờ này DMEQ ví dụ như này. Các bạn muốn chia đôi cái tường này ra. Này. Vô Central này chọn này. Này. Chọn này thì bạn ấn chữ EQ này. Thì nó có chữ EQ này. Thấy không? Là nó chia đều. Còn nếu chúng ta ấn EQ lần nữa thì làm sao? Ra số. Và ấn này thì EQ. Thì những cái EQ này thường được ở đâu? Ví dụ như các bạn treo một cái đèn ở giữa kia. Các bạn không cần biết con số đấy là bao nhiêu. Các bạn dim giữa hai trục và các bạn để chữ EQ. Thì người ta đồng nghĩa việc là nhìn trên thực tế là sẽ căn nó ở giữa. Hiểu không? Có nghĩa là mình vẫn phải tư duy chứ không phải dim ra một con số nó lẻ tích lẻ toác ra đấy. Thằng nào nó đi đo được. Thấy chưa? Ví dụ như treo cái này ở đâu thì chỉ cần dim EQ ở giữa cái vị trí đấy theo cách mà tôi bố trí. Hiểu đề không? Đấy, thì đấy là cách mà người ta thể hiện. Đấy. Và dim.